Một trong số những hoạt động hấp dẫn được người dân mong chờ nhất tại lễ hội Thành Tuyên 2017 chính là việc biểu diễn những mô hình đèn trung thu khổng lồ. Bắt đầu từ năm 2004, Tuyên Quang thường xuyên tổ chức sự kiện này mỗi dịp Tết Trung Thu về. Đây là một hoạt động văn hóa mang nhiều ý nghĩa không chỉ có giá trị đối với trẻ em mà còn với cả những người lớn. Ngay từ sáng sớm ngày 30 tháng 9, tức 11 tháng 8 âm lịch, nhiều phường tại thành phố Tuyên Quang đã bắt đầu đưa mô hình đèn trung thu khổng lồ ra quảng trường Nguyễn Tất Thành. Năm nay, có 70 mô hình đèn trung thu khổng lồ là sản phẩm từ đôi bàn tay khéo léo của những người dân đến từ 200 tổ dân phố. Mỗi một mô hình đều là kết quả của nhiều tháng làm việc miệt mài của một tập thể. Tổ nhân dân chúng tôi đã chung tay góp sức của các nghệ nhân trong tổ đã xây dựng nên một cái mô hình con gà trống vàng này để mà tham gia, thì với thời gian cũng sắp xỉ gần 2 tháng rồi, chúng tôi đã miệt mài làm không kể ngày đêm để xây dựng cho các con có một sân chơi như hôm nay. Mỗi mô hình đèn trung thu khổng lồ, chi phí để làm chỉ vài triệu đồng, số tiền này hoàn toàn do bà con trong tổ dân phố đóng góp phủ tâm. Chúng không chỉ to đẹp mà còn đều mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc. Muốn nói với các con rằng trong dân tộc Việt Nam ra từ 4.000 năm lịch sử đến nay thì luôn luôn có một cái tinh thần thượng võ của dân tộc được thể hiện rất rõ trong hình tượng là con gà trống. Một là động viên cho các cháu trung thu, hai là động viên cho khu dân phố, ba nữa là giao lưu với lại thành phố Tuyên Quang, mà cái này là chính là để văn hóa xã hội của thành phố Tuyên Quang nâng lên. Ngay từ đầu tháng 8 âm lịch, những mô hình đèn trung thu khổng lồ này đã được mang ra biểu diễn trên nhiều con phố. Thế nhưng chỉ đến lễ hội Thành Tuyên, 70 mô hình này mới được tập hợp lại để làm một cuộc diễu hành lớn, biến thành phố Tuyên Quang ngập trong màu sắc của lễ hội. Mô hình trung thu thì nó đã trở thành một trong những cái duy nhất ở Tuyên Quang trong nhiều năm, và nó là cái hoạt động mà nó gắn kết cái cộng đồng ở khu dân cư ấy, tập hợp được cái sức mạnh của cộng đồng cũng như là những cái bàn tay giỏi giang của các cái nghệ nhân ở địa phương, và đấy là những cái điều để mà giúp được cho tất cả mọi người ngày càng xích lại gần nhau hơn và gắn kết với nhau để mà trở thành một cái khu dân cư ngày càng phát triển. Các con có thấy vui không? Có ạ. Dạ, con thấy rất là vui ạ. Trong số những cái mô hình đèn trung thu ở đây thì con thích nhất mô hình gì? Dạ, trong số các cái mô hình ở đây thì con thích nhất mô hình cá chép hóa rồng ạ. Dạ, con thích mô hình vui môn của tổ 34 là cá rô ạ. Những nhân vật bước ra từ cổ tích, truyền thuyết, chuyện ngụ ngôn đã biến ngày lễ trung thu Tuyên Quang trở thành một sự kiện không chỉ dành cho thiếu nhi mà cho cả cộng đồng. Mỗi người như quay trở lại tuổi thơ với những gì trong trẻo, hồn nhiên, tươi sáng nhất.